Vụ cán bộ đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng xô xát với nữ nhân viên y tế, ông ấy tát tôi thẳng tay. Phó Chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng chỉ gạt tay trúng mặt, trong khi nạn nhân và nhân chứng khẳng định bị tát thẳng vào mặt rất mạnh. Gạt tay trúng mặt. Ngày 2 tháng 8, ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết đã nắm được thông tin ông Trần Vinh, cán bộ của cơ quan, để xảy ra xô xát với nhân viên y tế khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng tại phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà vào sáng cùng ngày. Ông Trung xác nhận ông Vinh hiện là Phó Chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ông Trung cho biết sự việc hiện đang được làm rõ và ai sai sẽ xử lý nghiêm theo đúng pháp luật. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Vinh bày tỏ mong muốn gửi lời xin lỗi đến nữ nhân viên y tế trong vụ việc, vì bản thân trong lúc nóng tính đã gây nên ồn ào không đáng có. Ông Vinh khẳng định mình không đánh hay xô xát với nữ nhân viên y tế. Theo ông Vinh, sáng ngày 1 tháng 8, người dân phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ông Vinh trong lúc đứng xếp hàng thì thấy nhân viên y tế thực hiện thao tác lấy mẫu khá sơ sài, đưa que vào rồi rút ra ngay nên có góp ý. Ông Vinh trình bày, khi bản thân lấy mẫu thì bị thọt 4 lần, trong đó lần 4 vì quá đau nên đã gạt tay nhân viên y tế ra. Tôi theo khoảng xạ vì đau quá nên gạt tay phải vào tay cầm que của cô ấy. Tay của tôi bị quá trớn nên va vô mặt của cô ấy, ông Vinh giải thích. Theo ông Vinh, trước đó nữ nhân viên này đã có lời lẽ khó nghe với một hộ dân khác và đã xảy ra rầm beng trước rồi. Ông Vinh cho rằng có lẽ vì vậy nên khi được góp ý thì cô ấy có sự không hài lòng. Tôi nếu có nóng quá thì tôi sẽ xin lỗi nữ nhân viên y tế đó, ông Vinh nói. Ông ấy tát thẳng mặt tôi. Chị Nguyễn Thị Loan, nữ nhân viên y tế làm việc tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, người liên quan đến vụ việc trong sáng ngày 2 tháng 8 vẫn đang vô cùng uất ức. Chị Loan vẫn tiếp tục công việc lấy mẫu tại trường Trung học Phổ thông Sơn Trà, quận Sơn Trà. Trao đổi với phóng viên về sự việc, chị Loan cho hay khi chờ đến lượt lấy mẫu, ông Vinh liên tục la quát tại sao cô làm sơ sài như vậy, ẩu như vậy. Theo chị Loan, lúc đó khoảng 10 giờ ngày 1 tháng 8 và đã rất mệt. Chị Loan giải thích lấy cho trẻ em có nhẹ nhàng hơn người lớn, nhưng ông Vinh dùng điện thoại quay phim chụp hình. Chị Loan khẳng định lấy mẫu cho ông Vinh theo đúng quy định, chỉ ngoái mũi đúng một lần, làm như bao người khác chứ không phải 3-4 lần như ông này nói. Người dân và đồng nghiệp của chị ở đó chứng kiến hết. Việc ngoái mũi chỉ mới 3-4 giây, vừa đủ cho dịch ngấm vào que lấy mẫu. Lúc này, ông đứng dậy tát thẳng tay vào mặt em luôn, tát thẳng mặt em luôn chứ không phải gạt như ông ấy nói. Em lúc đó đang đứng, ông ấy thì đang gọi, thì gạt tay làm sao trúng mặt em. Lúc đó em bị đơ, không phản xạ được, không hiểu tại sao mình bị đánh. Em hỏi tại sao anh đánh em, người dân cũng hỏi thì ông ấy bỏ đi rất nhanh, lấy xe về nhà. Chị Loan ước ước nhớ lại. Bác sĩ Huỳnh Văn Anh, Phó trưởng khoa Liên Chi khoa Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, khẳng định ông Vinh đã tát thẳng vào mặt nữ nhân viên y tế. Tôi là người trực tiếp điều hành buổi lấy mẫu và có mặt tại hiện trường. Nữ nhân viên y tế bị tát và khóc nức nở, mặt của cô ấy đỏ bừng vì cú tát rất mạnh, rất nhiều người dân chứng kiến. Một cán bộ trong thời điểm cả nước đang chống dịch mà tát như vậy là không thể chấp nhận được. Chúng tôi yêu cầu phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật, bác sĩ Anh bức xúc. Trước đó, trong ngày 1 tháng 8, nữ nhân viên y tế Nguyễn Thị Loan đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại phường Nại Hiên Đông thì bị ông Trần Vinh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tát. Ông Vinh sau đó bị đưa về trụ sở phường làm việc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.